Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Ngày hôm nay Neo 10 sẽ kể cho quý vị nghe một cái video mà thật sự mà nói là nó sẽ chia ra làm hai phần. Mình nói là chia hai phần là có nghĩa là hai tập nha quý vị. Thì mong rằng quý vị mình sẽ theo dõi sát sao hai cái tập video này bởi vì là video hôm nay cực kỳ ý nghĩa và hữu ích cho bà con mình. Cũng như là những chị em phụ nảy ở bên Việt Nam đẹp 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 thì mình, mình nên có cái sự đề phòng. À, bởi vì bây giờ là kẻ gian trà trộn và nói chung là nó đội lúc người rất là nguy hiểm quý vị ơi cái câu chuyện hôm nay nó như thế nào thì nêu mời kể cho quý vị nghe rất là sống động như như trong một cuốn phim nêu mười á khi mà nghe được cái chuyện này thật sự mà nói nêu mười cũng khó mà tin mình tưởng đâu là cái này là nói lên từ cái câu chuyện phim hay là từ một cái chuyện như mà người ta bịa đặt nhưng thực chất quý vị nó là câu chuyện có thật đó thì mong rằng là quý vị mình theo dõi hai cái tập video ngày hôm nay của nêu mười tv bây giờ thì đầu tiên cái tình tiết ở trong cái tập thứ nhất nêu mười mở đầu video bằng cách là nêu mười cũng muốn chia sẻ cho bà con mình những ai chưa biết thì biết thêm một chút về uh, một cái lối sống mà có thể gọi là hành vi của những cái người mà gọi là hành vi phản xã hội của những cái người mà bị bệnh tâm lý thì uh, như quý vị cũng biết là nêu mười cũng rất là đam mê về cái chuyện là khai thác tâm lý con người và nêu mười cũng hay đọc những cái sách về tâm lý những cái sách về hành vi vân vân thì Neo 10 cũng rất là thích đọc sách quý vị Cho nên là Neo 10 biết ra được rằng Có một cái thể loại gọi là bị bệnh thái nhân cách Nó là một cái thể loại bệnh Trong số những cái người bị bệnh tâm thần Thì khi mà quý vị nói là cái người đó bị bệnh thần kinh Thì mô hình chung là trong cái bệnh tâm thần thần kinh Nó có rất nhiều những cái thể loại tâm thần và thần kinh khác nhau những người bị tâm thần nó cũng có nhiều triệu chứng, nhiều cái đặc điểm nhận dạng tâm thần khác nhau quý vị. Có những người tâm thần nhưng rất là thông minh, minh tinh di thì cái câu chuyện ngày hôm nay nương mười sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của một cái anh việt kiều mỹ cái anh việt kiều mỹ này ảnh bị một cái hội chứng đó là thái nhân cách hành vi phản xã hội thì cái triệu chứng phản nhân cách phản xã hội mà thái nhân cách này là dành cho những cái người nào mà họ họ gọi là họ lạnh lùng họ vô cảm họ thấy những cái tình cảnh đáng thương nhưng họ cũng không có mãi mai cảm động quý vị rồi cái đó là cũng là một trong số những cái đặc điểm nhận dạng của cái người bị thái nhân cách nha cái thứ hai nữa là họ thường xuyên có hay cái sự là thích nói dối thích lấp liếm dù cho quý vị có bắt được tận tay dai được tận mắt thì họ vẫn phải lấp liếm bằng một cách khác đó là họ sẽ bẻ qua thành một cái câu chuyện khác và họ nói tỉnh bơ tỉnh queo như là họ chưa từng nói dối nhưng mà thật ra là lúc đó quý vị biết chắc chắn là cái thằng này nó một trăm nói dối nhưng nó vẫn diễn diễn rất là đạt quý vị thì cái đó cũng gọi là thái nhân cách và một cái triệu chứng nữa đó là rất yêu bản thân có nghĩa là yêu bản thân của chính họ hơi bị thái quá họ không quan tâm tới những người xung quanh ngay cả là cha mẹ anh chị em ruột thịt họ chỉ biết là yêu thương chính họ cái gì lợi cho họ là được còn cái gì thiệt cho người ta họ không quan tâm cũng gọi là một cái người là bị thái nhân cách cũng là triệu chứng đó quý vị thì đó là một trong số mà ba cái hành vi mà đặc điểm của người thái nhân cách thường hay có. Nếu mời kể một chút để cho quý vị cô chú anh chị nào mà mình không biết thì mình cũng sẽ dễ dàng sau này mình gặp những cái đối tượng như vậy mình nên có cái sự dè chừng và đề phòng. Đặc biệt là cái người bạn đời người chồng người vợ của mình thì mình nên cẩn thận cẩn trọng. Nêu mời cũng có nói với quý vị là kênh Nêu mời chia sẻ những cái mẫu câu chuyện trong đời sống nói chuyện với dởm vui vẻ nhưng không có nghĩa là không có trình độ không có hiểu biết. Nếu mời cũng muốn chia sẻ những cái gì mà nếu mời uh, những cái hiểu biết hạn hẹp nếu mời có được cũng muốn chia sẻ cho bà con cô chú anh chị mình nghe qua biết đâu có những cái uh, bà con mình chưa biết thì bà con mình có thể biết thêm. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó bắt đầu như thế này thưa quý vị. Ở uh, hôm nay mình xuôi về cà mau đi đất mũi cà mau quý vị ơi. Bây giờ mình xuống mũi cà mau đi. Thì ở dưới cà mau á có một cái cô này cổ thuộc dạng là qua khôi ở dưới quê mình phải nói là qua khôi trường làng tại vì sao tại vì ở dưới quê á, trường người ta gọi là trường làng trường nông thôn á quý vị trường nghèo á thì trường bình dân á thì cái cô này á cổ thuộc dạng khoa qua khôi trường làng cổ đẹp lắm dễ thương lắm má của cổ có cái nghề là thợ may nhà của cổ có một cái gọi là má cổ có một cái giống như mở ra tại nhà một cái uh, giống như là nhà, nhà 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 mai vậy đi nhà mai áo dài nhà mai học sinh giống như là tới mùa đi họ đi học á nhập học á là người ta sẽ tới mua giải đem tới đừng cho má cô này mai thì ở nhà là má cô này có cái nghề là thợ may thì vì cô này á là cổ đi học má cổ nuôi cổ ba cổ á thì thuộc dạng như là dân lao động chân tay hai vợ chồng này có hai đứa con đặt tên đứa con gái đầu lòng á, tên là xuân còn bé em á, con nhỏ em á, thì đặt tên là sang thì hai chị em ghép lại là tên xuân sang tại vì hai chị em được sinh ra vào cái độ là bước qua cái tháng mà lập đông chuẩn bị chuyển qua xuân đó quý vị tháng lập đông xuân là có nghĩa là 3 tháng cuối năm á, là hai chị em này đều sinh ở cái trạng là tháng 9 tháng 10 nên là cha mẹ mới đặt tên là xuân sang đó nghe tên rất là hay quý vị thì cái cô chị cô xuân này thì cổ lại đẹp hơn con em tên sang nhiều nha rất là đẹp mà đã vậy còn nhìn vô cổ kiểu dạng như phụ nữ mà hiền lương thục đức nhìn dịu dàng nết na sao là cổ y vậy quý vị đúng nghĩa là phụ nữ miền tây một phụ nữ á đông thì lúc này cô chị đi học mỗi ngày ở trong trường thì giống như là ai cũng khen cũng trầm trồ cũng mê cổ trơn tại cổ xinh cổ đẹp lắm thì trong trường ở dưới quê mà quý vị Người ta đâu có tổ chức mà mấy cái cuộc thi đâu Mà qua khôi Thời đó nữa xưa lắm rồi người ta đâu có tổ chức Mà cuộc thi qua khôi như bây giờ Bây giờ thì trường học nó hay có tổ chức uh, uh, Cuộc thi qua khôi trường đồ Còn hồi xưa thì đâu có quý vị Hồi xưa đẹp thì người ta chỉ biết con gái đẹp thôi Đẹp trong trường đẹp nhất cái nách bạc bạc thì biết vậy thôi Thì sau đó thì Cái cô uh, cô, cô chị nè cô Xuân này nè Cô mới bắt đầu là Học lên tới cấp 3 Thì học cấp 3 đó là mình sẽ đi lên Trên giống như là trên quyện nó là trên lên trên quyện chuyển huynh lên cái trường là trường quyện đi thì lên trên đó là là bắt đầu là có cái trường đó nó có tổ chức cuộc thi qua khôi thì cổ mới bắt đầu học cấp 3 cổ mới thi qua khôi trường là lúc đó là cổ đang học lớp 12 đó chuẩn bị là đâu vô đại học đó, là gần kết thúc năm lớp 12 là có cuộc thi là qua khôi trường thì cái lúc mà chung kết cuộc thi qua khôi trường cũng là lúc mà chuẩn bị là kết thúc năm học lớp 12 là coi như chia tay trong bệnh rịnh đó là bạn bè mỗi đứa một nơi mỗi đứa học một nơi khác xứ thì cái cô xuân này cổ may mắn là cổ được đậu giải qua khôi trường đó lúc đó là ai cũng kêu cổ là Xuân hoa hậu Xuân hoa hậu tại cổ đậu hoa khôi mà quý vị thì kêu là Xuân hoa hậu Xuân hoa hậu thì sau khi mà cổ đậu xong cái giải hoa khôi lớp 12 đó quý vị à, là coi như là qua khôi của cái trường đó đó thì nhắc tới tên cổ là nhắc tới tên cổ xuân hoa hậu là biết liền là hoa hậu của cái trường tên trường vậy vậy luôn abc vậy luôn thì lúc này quý vị có một cái người phụ nữ này có một cái người phụ nữ này cổ là thuộc dạng như là cái người mà hôm bữa đi hôm bữa mà diễn ra cái cuộc thi qua khôi trường thì có mời cái cô này của tới dạng như, như là tới để mà làm nằm trong danh sách ban giám khảo chấm thi á chấm thi nhan sắc đẹp á thì cái bà này bả tên là bây giờ em giấu tên đi nhưng mà thôi mình cứ đặt tên là bả tên là nguyễn thị xạo đi tại bà này bả xạo lắm cái gì thì mình đặt tên nguyễn thị xạo thì có mẹ xạo này nè bây giờ là nếu mời ước mẹ lắm bây giờ mình phải kêu con mẹ xạo luôn tại vì bả còn hơn cái chữ xạo nữa phải kêu bằng bằng má xạo thì cái bà má xạo này nè, bà mới bắt đầu mới đi chấm cái cuộc thi qua khôi nè, thì bà thấy cái trong cái danh sách những cái đứa mà qua khôi trường nè, á hậu á á khôi trong trường nè, thì cuối cùng á là cái cô xuân qua hậu này đậu giải đúng không? và bà chấm cái cô xuân này, bà thích cô xuân này, bà nói bà nhìn vô là bắt bắt kết model rồi, bà thấy cái cô này triển vọng, thì sau khi mà xuân qua khôi đậu được giải xong, thì bà mới bắt đầu mời gọi xuân bằng cách đó là bà À, nói chuyện riêng với xuân à, và cũng như là hỏi xuân á, có đam mê với cái 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 kiểu mà giống như những cái cuộc thi hoa hậu hoa khôi như thế này không tại vì nếu như mà xuân muốn á thì bà vẫn có thể sẵn sàng đăng ký và tìm giống như bà sẽ là cái người hỗ trợ đứng đằng sau lưng giúp cho xuân có thể tranh được những cái giải lớn hơn bây giờ cái này là chỉ là giải của trường thôi bây giờ mình sẽ lên giải của tỉnh giải của thành phố chẳng hạn vậy rồi bà nói giống như là nghe nó hoành tráng có bao hoành tá tràn lên thì Xuân ấy, lúc đó là con gái mới lớn quý vị Cũng nói chung là nói nào ngay 17, 18 tuổi nghe cũng ham chứ quý vị Mà mình đẹp nữa, mình bỏ đi phí cái nhan sắc thì ổn nên Xuân mới bắt đầu giờ nói với cái bà má xạo này á Muốn thì em cũng muốn á Nhưng mà bây giờ em đâu có dám quyết định thôi Thì bây giờ nếu mà muốn vậy thì, thì bây giờ chị về chị nói chuyện với má em coi làm sao Tại trong gia đình thì má của chị Xuân là cái người làm chủ Tức là có quyền đưa ra quyết định chính quý vị thì cái bà má xạo này cái 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 nhỏ má xạo này nó mới nói vậy thôi để nó qua nó gặp uh, gia đình của xuân để mà nó nó trình bày và cũng như là nó xin phép gia đình cho nó được giống như là dẫn dắt để mà xuân có cái tương lai tốt hơn biết đâu mới mốt xuân thành người nổi tiếng thì cà mau nó cũng sẽ được tên tuổi giống như là cũng được uh, hưởng lây cái hào quang của xuân đó thì khi mà bà gặp má của chị Xuân bà nói vậy quý vị Thì dĩ nhiên mình nghe vậy thì ai không ham quý vị Nghe tới mà con mình mới mốt mà nó có danh vọng có địa vị rồi có hào quang Rồi thí dụ như nó có thể đem về cái cái hào quang cho quê hương Thì dĩ nhiên là cha mẹ nào không ham Thì à, lúc này á bà má mới say qua hỏi chị Xuân là giờ con muốn con có ham không con có thích không mà bây giờ con học xong lớp 12 Con không định đi học đại học Không định đi lên Sài Gòn học hả Mà sao bây giờ đi thi cuộc thi đồ này nọ Rồi sao mà tập trung cho cái chuyện học thì chị xuân chỉ mới nói uh, mẹ yên tâm thi học thì vẫn học rồi uh, cân đối sắp xếp thời gian đó thì cũng hứa hẹn hứa hẹn giáo quyết cuối cùng thì má của chị xuân cũng đồng ý rồi cho chị xuân lên sài gòn đi học thì lên sài gòn chị xuân học cái ngành du lịch nhưng mà mới vô năm học đầu tiên là cái năm mà năm đầu và năm cuối đại học là thường là hai cái năm quan trọng nhất quý vị tại vì năm đầu là cái năm để cho mình bắt nhịp mình bắt nhịp mình không bị rớt nhịp mới vô năm đầu mà quý vị học mà dạng dạng như là chậm hơn bạn bè tiếp thu chậm hơn học không bằng hay là mình bị thu xúc rồi mình bị rớt rồi đó là qua năm 2, năm 3 đó cái số lượng bài học nó gia tăng nó nặng hơn á là lúc đó mình là coi như là chèm bẹp luôn quý vị nên là thành ra là cô xuân này mới vô năm thứ nhất thôi là cổ đã thấy bề thế không xong giữa cái chuyện giữa học và giữa giữa cái chuyện mà cổ phải tham gia những cái cuộc thi và chuẩn bị cho những cái cuộc thi đó Cuối cùng thì cổ mới nói với mẹ thôi chắc con nghỉ học luôn Tức là gác lại cái chuyện học đại học bỏ luôn không học đại học tiếp Tức là mới có vô học mấy tháng đầu đại học thôi là đã bỏ học của quý vị Và tập trung cho cái chuyện là cái mảng là cái mảng qua khôi qua hậu của cổ thì cái bà má xạo nè cái con nhỏ má xạo này á nó mới đề giống như dạng giống như là nó giống như là đứng sau lưng vậy đi chống lưng hậu thuẫn là người dẫn dắt định hướng cho xuân để mà xuân có thể càng ngày càng nổi tiếng cho nên á là xuân rất là tin tưởng nhỏ này thì tới khi á mà cái nhỏ má xạo này nó dẫn dắt xuân cho tới khi mà xuân á tham gia một cái cuộc thi mà có tiếng ở dưới tỉnh đó quý vị thì cuối cùng là xuân đậu được cái giải là qua khôi tỉnh luôn thì giống như đó là một cái niềm kiêu hãnh cho cả gia đình ba mẹ của xuân và cũng như là bạn bè của xuân á những cái người bạn thân cũng được hưởng lây luôn thí dụ ai hỏi ê mày bạn ai nói tao bạn của xuân qua khôi nghe ham không quý vị nhỏ xuân mới đoạt giải rồi nghe ham chứ bộ mình cũng hưởng sấy đúng không rồi á xong rồi là cái gì ở dưới quê của xuân á bây giờ cũng có một cái người gọi là qua khôi ở dưới quê thì nó cũng có tiếng có tâm với cái quê của mình thì bây giờ là xuân có thể là đi đâu cũng có nhiều người người ta xin chữ ký này nọ quý vị thì uh, coi như là má của xuân lúc này cũng cảm thấy yên tâm thôi kệ con gái mình nó từ bỏ cái chuyện cái 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 chữ nó từ bỏ cái học nhưng mà bù lại nó có tương lai ở cái mảng khác cũng được quan trọng là con mình đó, nó đi theo cái con đường mà làm cho nó vui vẻ hạnh phúc được rồi còn nó làm cái gì trong sạch là được thì bà má cũng ủng hộ hai tay hai chân luôn thì cái cô xuân nè bé bắt đầu là Xuân qua khôi bây giờ là tin với con cái bà má xạo rồi càng ngày càng tin tại vì nhờ má xạo mà bây giờ em mới có danh vọng mà địa vị trong xã hội như vậy nhiều như bây giờ điều mà không bao giờ suy nghĩ là mình sẽ là từ một cái đứa con gái quê con của một cái nhà mai mà gọi dạng không có tiếng tâm gì ở dưới quê mà tự nhiên thành bây giờ là thành một cái người có tiếng có tâm ở dưới quê vậy thì dĩ nhiên là xuân càng ngày càng giống như là nghiêng về cái lòng tin với lại cái ngơ bà má xạo này tin lắm thì cũng như bao nhiêu cái cô mà người mẫu hoa hậu mà sau khi mà đăng quang mình nói quý vị là hồi xưa tới giờ luôn nói thẳng là vậy. Sau khi đăng quang á là lúc nào á là cái người qua khôi hay là cái người mà mẫu cái đứa người mẫu đó một khi mà nó có chút tiếng tâm rồi á là hầu như là người nào 10 người là hết 11 người đều mơ tưởng tới cái tương lai là mai mốt mình sẽ giống như là tương lai của mình nó sẽ lại càng rực rỡ rực rỡ lên đó tức là nghĩ càng ngày là càng cao xa cao xa luôn quý vị từ ngày đoạt được cái giải qua khôi tỉnh rồi đó qua khôi trong cái cuộc thi lớn của tỉnh rồi thì bắt đầu là cái bà má xạo này thường xuyên là đưa ra những cái danh những cái lịch trình cho cái 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 cái, cái cô xuân này của đi thí dụ như là bà này bà đưa ra cái hướng là bây giờ em đi học múa đi em đi học hát đi tại vì qua khôi á, là mình một khi mình đã là qua khôi mà mình muốn nâng cấp lên là ví dụ giờ mình chỉ là qua khôi ở tỉnh thôi mai mốt mình muốn lên tới cấp thành phố rồi mình tham gia những cái cuộc thi thế giới luôn chẳng hạn thì mình phải nâng cao về cái kiến thức và cái kỹ năng của mình Nên thành ra bây giờ em nên đi học múa nè Rồi em đi học hát nè Em đi học đàn nè Tức là học được những cái môn mà cầm kỳ thi họa càng giỏi càng tốt Để mà mai mốt ví dụ như mình đi tham gia những cái cuộc thi mà những cái sàn lớn á Thì mình vô là cái gì mình cũng có thể làm được Thì dĩ nhiên mình sẽ có lợi thế hơn thì cái cô Xuân này cũng nghe bà má xạo nói những cái điều nó rất là chí lý, chí tình Cho nên là cái chị Xuân này chỉ nghe theo hết nha quý vị thì sau khi mà cái bà má xạo này bà, bà mới hướng dẫn là bây giờ xuân đi học để trở thành diễn viên múa rồi bà đăng ký cho xuân là đi lên trên trung tâm văn hóa ở dưới ngay thờ ở dưới đó, đó ở dưới tỉnh nặng để mà đăng ký học múa ở trong đó rồi xong rồi là bà lên lịch trình cho xuân đi đi công tác qua tỉnh này đi công tác qua quyện khác xã nọ nói chung là cho xuân đi giao lưu với tầm lum nơi quý vị nặng để mà giống như càng ngày tên tuổi mình càng giống như là được lan ra lan ra thì bây giờ Xuân đi tới đâu Thì có nhiều fan hâm mộ người ta vây quanh Tại vì người ta cũng có coi tivi Người ta cũng thấy Xuân ở trên tivi Rồi Xuân ở ngoài thì cũng đẹp lắm quý vị Cho nên là đi tới đâu thì cũng giống như là nhiều người bu quanh Thì hồi còn đi học á Ở trong cái trường á Thì Xuân, Xuân cũng có nhiều bạn trai đeo đuổi nhưng bây giờ khi mà đọt thành qua khôi rồi thì càng ngày càng nhiều con trai á, xếp hàng dài từ đây ra tới chợ bà chiểu đi, đi 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 xếp hàng để mà để mà tán tỉnh kho xuân luôn quý vị càng ngày là càng dữ dội nha dữ dội dữ dội thì một năm sau khi mà xuân đoạt giải qua khôi một năm sau trong tất cả những cái lời mà tán tỉnh của những cái người đại gia thời đó đó ở tại việt nam á, tán tỉnh xuân cũng như là đại gia dưới quê đòi bao nuôi xuân nhưng mà xuân không chấp nhận ai cuối cùng xuân lại chấp nhận tình cảm của một cái người đàn ông việt kiều mà người đàn ông việt kiều này lại là ai quý vị không người đàn ông Việt Kiều này hơn cái chị Xuân lúc đó là 21 tuổi đó là lúc đó là ổng đã là 42 tuổi quý vị thì khi mà ổng 42 tuổi rồi á thì à, bây giờ trong mắt của Xuân á ổng là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm đúng không mà cộng thêm nữa là cái ông này á Xuân quen và Xuân tin tưởng gửi gắm tình cảm mà chắc trong số bao nhiêu người đàn ông trực tiếp mà tại sao Xuân không chọn mà lại chọn một cái ông việt kiều mỹ ở phiên trời phương trời xa xôi mà lại già hơn mình gấp đôi tuổi là tại vì xuân tin vào cái con mẹ má xạo đó bởi vậy quý vị thấy không tại vì xuân thấy má xạo hồi nào giờ luôn giúp mình nhờ má xạo mình mới được như ngày hôm nay thì cái bà má xạo này bà mới nói với bà mới gũ gỉ vô tay xuân á là bây giờ thôi những cái thằng đại gia ở đây nó không bằng một cái thằng việt kiều ở bên mỹ đâu đại gia việt nam thời đó làm gì bằng việt kiều bên mỹ em nên là thôi bây giờ có một cái mối này Việt Kiều Mỹ Hâm mộ em lâu rồi ưu ái thích em lâu rồi Nhưng mà họ chỉ biết thương thầm nhớ trộm em thôi Bây giờ nếu mà em chịu Thì chị đưa thông tin Em với lại ảnh liên lạc qua lại Coi coi làm sao Đó quý vị thấy không Bà má xảo mới gũ gỉ vô tay của Xuân xuân qua khôi Thì bây giờ chị chị Xuân xuân qua khôi này Mới bắt đầu là qua lại nói chuyện với cái ông Việt Kiều Mỹ này ông gì kiều mỹ này ông mới ông mới bắt đầu intro myself, Mai đó ông mới nói là uh, xin chào em hello em uh, xin chào em gái đất mũi cà mau anh tên là kevin leo là là kevin là hứa lèo đó cái này là nêu mời gọi là kevin leo nha quý vị tại hứa lèo lắm quý vị ơi cho nên là nêu mời kêu ổng là, là kevin leo đó thì bây giờ cái ông Kevin Leo này nè Ông mới nói là anh tên tiếng tiếng Mỹ Anh tên tiếng Mỹ là Kevin Leo Còn tên tiếng Việt của anh á Là tên là Nguyễn Văn Lèo Tại vì anh thường hay hứa lèo lắm quý vị Nên là tiếng tên tiếng Anh là Kevin Leo Đó còn tên tiếng Việt của anh là Việt Nam Mi của anh đó là tên là Nguyễn Văn Lèo Anh thường hay hứa Lèo Hiện tại thì anh đang cư trú, anh đang living ở tại gì? California Hoa Kỳ đó nghe tới đây là em em xuân sản nè em xuân sang chứ lộn em xuân sang là nghe xong muốn sản luôn quý vị ơi thì sau đó thì cái anh là anh là Nguyễn Văn Lèo này anh mới nói là anh không có đẹp trai nói chung là anh thường thường sòn sòn thôi em ơi à, anh mà anh còn bị thêm cái dị tật bẩm sinh đó là anh bị trộn con mắt nữa em chịu anh không thì bây giờ cái gì em xuân sang bây giờ nghe xong tới khúc này là sản tập 2 thì xuân sang nghe sản tập 2 thì xuân sang mới gũ gỉ vô bật cấp tay bà má xạo má má ơi con con hỏi má một cái là bây giờ à, à, anh kevin leo anh nói với con á, là anh bị chột con mắt vậy giờ má nghĩ con nên gửi gắm không thì bà này mới nói má đã nói với mày rồi bây giờ á, là 10 thằng đại gia việt nam không bằng một thằng việt kiều mỹ bây giờ á, con cứ quơ đại đi thôi kệ chột con mắt nó còn hơn là nó bị mù cả hai thì tới khúc này cái bà má xạo này bả mới nói một câu vậy mà cái mà câu này thì uh, thật ra là nêu mười nói chứ không phải má xạo nói đâu quý vị ơi cái này là má mì ha, nêu mười nói thì bây giờ là coi như là mới nói như vậy thôi con ơi thôi kệ ông bà mình có câu gái một con thì trong mòn con mắt mà trai một mắt thì nó nhìn có một con à cho nên là giờ con lấy nó đi ờ xong rồi á là cuộc đời nó nó chỉ nhìn có một mình con thôi nó sẽ không có con khác nó không có hú hí tu tí con khác đó nêu mười nói nha quý vị nêu mười nói đó cho nên là mấy mốt với mấy chị á, mà đời thấy thấy mấy cái anh nào mà cua cua mà có một mắt thì đừng có chê người ta tội nghiệp người ta tại vì cái câu á là nêu mười mới nói đó là gái một con thì trong mòn con mắt là đẹp nhất cái nách bạc bạc nhưng mà là trai một mắt thì nhìn có một con trai một mắt chung thủy lắm nên là quý vị đừng chê mấy anh một mắt tội nghiệp mấy ảnh mấy ảnh là thuộc dạng là đáng giá ngàn vàng tại vì chỉ nhìn được có một mình mấy chị thôi thì cái câu chuyện á bắt đầu là bây giờ là sau khi mà cái em xuân sang này á nghe xong là sáng hai tập rồi á thì nghe thêm bà má xạo này á bà đơm đơm vô nữa thì em xuân sang nó ờ chỉ nói chi lý chi lý thôi thì quan trọng là mình được đi qua bên gì à, qua bên mỹ ờ à, qua bên trời mỹ là được rồi thôi kệ đó là sau đó thì coi như là cái chị xuân qua khôi này chị đồng ý chị kết với lại cái anh ke vinh leo này anh ke vinh leo này và hai bên là coi như là hứa hẹn trăng sao thì cái anh Kevin Leo này anh hứa vậy nè à, anh hứa giống như là bao nhiêu anh Việt Kiều khác bây giờ vẫn có cái kiểu hứa đó bây giờ là coi như là 20 năm lời hứa nó vẫn như vậy nó chỉ có copy và nó bát từ người này qua người khác mà thôi cái lời hứa nó giống nhau lắm nó na ná na ná thí dụ như trường hợp anh kêu bên leo anh hứa vậy nè anh hứa với em em lấy anh đi anh hứa là qua bên mỹ anh lo cho em từ a tới á luôn À, em qua đó là em không cần sợ gì cả, có anh ở bên cạnh anh chống lưng cho em, anh chống gậy cho em, nói chung anh chống được cái gì anh chống miễn sao không chống nạn cho em được rồi, đó quý vị thấy không? Là coi như là Việt Kiều thì anh nào cũng hứa với mấy em Việt Nam, đặc biệt là gái miền Tây à đó là đều hứa những câu buông lời gọi là chắc nịch chắc nịch, nhưng cuối cùng qua tới Mỹ rồi cái nịch nó mất tiêu. Thì bây giờ là sau khi mà cam kết như vậy thì chỉ sưng chỉ nghe là ngon lành rồi, bây giờ là bệnh gái mới lớn bây giờ là coi như là danh vọng địa vị ở việt nam là mình cũng có một phần nào đó rồi đúng không hào quang đồ này kia chiếu sáng chiếu sáng bây giờ gặp được anh kevin leo ảnh hứa là qua bên mỹ thì hào quang nó sẽ lung linh hơn ảnh nói là em qua đó đi anh sẽ cho em tham gia những cái cuộc thi gọi là cái gì mà em có thể nổi tiếng lên trên bầu trời hollywood quý vị nghe ghê không quý vị ơi tiếng tâm phải lừng lẫy hơn những cái người ca sĩ hải ngoại paris by trội nghe ghê chưa quý vị thì bây giờ là chị Xuân nghe trời ơi, ngon lành cành đào quá Bây giờ mình là tên Xuân rồi Bây giờ mình được bay lên cành đào nó là đúng nghĩa là mùa Xuân là phải có hoa đào hoa mai Là nó phải đi đôi là bây giờ là ngon lành rồi Thì chị, cái, chị Xuân này nè chị nói đó là thời điểm đó đâu có gì phải không Cái ông Kevin Leo này nè ổng show cho chị Xuân thấy những cái gì Đó là lúc mà làm quen á Cái mẹ má xạo này đưa hình cho chị coi á là thấy Kevin Leo chụp hình á ngồi trong mấy cái chiếc xe hơi mà siêu xe xịn 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 thời đó không nha, siêu xe không à thì chị mới nói là chị nhìn ổng mặc đồ bảnh tỏn lắm thì chị mới nghĩ trong đầu là ổng làm gì chị hỏi bà má xạo thì bà má xạo nói là ổng ở bên mỹ á là ổng có một cái công ty mà giống như là đá quý vàng bạc nữ trang nổi tiếng lớn lắm có tiếng ở bên cali ờ à, nghe là nga ngon rồi quý vị mà ngồi trong siêu xe siêu xe nữa rồi thấy ổng mà mặc đồ vậy ổng bánh tỏn à, đồ, toàn là mặc áo bỏ ông quần đồ, đồ kia đồ vét đồ Anthony ngon lành quá quý vị thì chị xuân mới nghĩ là ông này ông hứa hẹn là qua bên đó ông sẽ đánh bóng tên tuổi mình là sáng chối xối chán luôn thì ok quá tại vì ông có tiền thì ông sẽ làm được tất cả nên là chị xuân tin tưởng thì sau khi mà cáp vô cái ông kevin leo này xong á thì ông kevin kevin leo này ông mới hứa là ông sẽ lo đồ này kia xong thì tới cái lúc mà ông về việt nam ông thăm uh, ông gặp gỡ cái chị xuân qua khôi này lần đầu tiên ông về cà mau ông gặp lúc này ông về thì ông gặp chị xuân ở dưới cà mau lúc này là chị xuân coi như là không còn đi học ở trên Sài Gòn cho nên từ ngày mà bỏ học ở Sài Gòn thì chị Xuân hầu như là về nhà ở với bà mẹ thợ may rồi bà mẹ thợ may cũng có dạy chị Xuân cái nghề thợ may luôn tại vì chị Xuân á chị cũng muốn học cái ngành cái ngành thợ may luôn để mà vụ dụ may mốt á mình cũng có thể là lấn sân qua gì thiết kế thời trang hay này kia này kia may mốt mình về già mình không có công chuyện làm thì mình cũng có thêm cái nghề tay trái thành ra là bây giờ má mình biết là thợ may thì thôi mình học được má mình cái cách may giá đồ đạc cũng là cái lợi cho người đàn bà thì chị xuân mới về quê ở gần với bà má bà má dạy cho cái ngày thợ mai rồi chị xuân bây giờ là về về nhà là phụ má cắt chỉ đó thì cái công việc của xuân qua khôi nó nhẹ nhàng lắm mỗi ngày là chỉ cắt chỉ phụ bà má rồi đi xô đó đi xô đi chậu cái ông keo kevin leo này về gặp chị xuân lần đầu tiên thì lúc mà về á ổng mặc đồ cũng bảnh đỏ luôn trên tay là đeo hộp sòn Xong rồi ổng mới bắt đầu tặng cho Xuân Qua Khôi những cái món quà Thí dụ như là ổng đe ổng tặng cho chị Xuân Qua Khôi một cái chiếc nhẫn Hộp sòn 5 ly tư quý vị Trời ơi trị giá cái thời điểm đó là cỡ khoảng là 2.300 đô 5 ly tư thời đó là 2.300 đô là tính ra là bây giờ là tao nói là 1.000 đô 2.000 đô là cỡ 50 triệu à, Là nào cỡ chừng 60 triệu bây giờ Là thời đó 60 triệu quý vị biết nó giá trị lắm quý vị Cái thời mà năm 90 mấy, 90 mấy gần 2.000 á là thời đó là 60 triệu nó giá trị dữ, dữ lắm chứ bộ cái gì thì cái ông này ông tặng cho chị chiếc nhẫn 5 ly tư bằng cái trị giá là 2.300 đô là khoảng 60 triệu bây giờ đó xong rồi ổng còn tặng cho cái chị sưng qua khôi này Kevin leo này rất là sợp đó là bây giờ là tặng thêm cái đồng hồ hàng hiệu hiệu long chin à, như bây giờ ấy, là sẽ tặng là rolex rolex đúng không hở ra là tặng rolex đó còn không là ba tết philip còn còn mà cái thời hồi xưa là tặng long chin là cũng thuộc dạng có tiếng rồi quý vị ổng mới tặng cho cái chị Xuân này cái đồng hồ long chin cái giá thời điểm đó là độ khoảng là 600 đô rồi còn tặng cho chị một cái bộ dòng xi men thì quý vị biết là hồi xưa nêu Mười nói thiệt quý vị hồi xưa nêu Mười còn nhỏ đó nha má nêu Mười cũng mua dòng xi men cho nêu Mười đeo nữa nhưng mà hồi xưa đó là đeo dòng xi men là một là phải đeo 7 chiếc còn không là đeo 14 chiếc đó còn không là đeo 21 chiếc nó 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 phải là cái số như vậy quý vị đó à, thì hồi xưa đó nêu Mười được bà má mua cho 7 cái chiếc dòng xi men một bộ dòng xi men gồm 7 chiếc đó mỏng le mỏng lét nhưng mà thời đó nó rất là thịnh hễ mà ra đường là phải có dòng xi men xong rồi ra đường là nói chuyện là phải chỉ tay chỉ chân chỉ, chỉ, chỉ tay chỉ chỏ chỉ khắp bốn phía tại sao mình chỉ vậy thì bộ bảy chiếc dòng xi men nó nó khua với nhau ken, ken 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 thì người ta mới nhìn vô cái tay mình người ta mới thấy à nhỏ này giàu ồ nhỏ này sang đó cho nên hồi xưa là chị em phụ nãy hơn nhau là ở cái bộ dòng xi men có người đeo bộ vòng xi men hết nửa cái cầm tay á quý vị biết không trời ơi em nói quý vị nghe ghê gớm rồi xong có nhiều người á đeo vòng xi men đeo cho lố vô đeo cho nhiều vô xong rồi là sợ á là đeo rộng quá thì nó luôn len can len can cho nên thành ra là phải đeo cho nó hơi xiết xiết cái tay cái tới chừng mai mốt mập lên mập lên rồi tháo cái vòng xi men không được là thế nào ra tiệm vàng nó cũng phải lấy cây kìm nó cắt cái bộ vòng xi men ra quý vị đó là cái đó là quá khứ dơ dái dễ gì giấu giếm thì tôi hôm nay là mình giếm dúa mình kể một chút cho quý vị nghe thì bây giờ là cái chị Xuân qua Khôi này là chỉ được cái anh Việt Kiều Kevin Leo Việt Kiều Mỹ tặng cho cái bộ dòng xi men 14, 14 chiếc Rồi còn tặng thêm cho chị là một cái sợi dây chuyền vàng 18 cara độ khoảng là 5 chỉ vàng Rồi một cái sợi dây chuyền mặt cẩm thạch nữa trị giá cái sợi dây chuyền mặt cẩm thạch chỉ giá độ khoảng là 500 đô mà quý vị biết không, ổng về ổng tặng một đống nữ trang đó là tại vì ổng nói ổng là dân buôn bán nữ trang ở bên Mỹ ổng là có công ty vàng bạc đá quý ở bên đó nên thành ra là ổng về đây ổng toàn là ổng lấy đá quý ổng trội vô mặt chị xuân không của gì thấy ghê chưa mai mốt á mà mấy anh việt kiều mỹ nào á mà chẳng may mà không thấy hình mà yêu cái tiếng nói của nêu mười mà có tặng hộp sàn đá quý thì cứ trội vô mặt nêu mười nhận hết nha cứ trội vô kệ trội đại đi nêu mười nhận hết rồi xong rồi là coi như là camera tặng cho tặng cho chị xuân thời đó em nói quý vị là thời đó là tặng mấy cái máy chụp hình chụp hình nó cũng là thuộc dạng là giá trị nha quý vị nha thì tặng cho chị Xuân á, là camera máy chụp hình độ khoảng là cái camera máy chụp hình Sony đó định giá thời điểm đó là khoảng 1.200 đô cái máy chụp hình đó nữa rồi xong rồi á, là thời điểm đó quý vị biết là xe rim đó em nói quý vị là thời đó là nhà nào giàu lắm mới có được chiếc xe rim mà em nói quý vị nghe là thời đó là có được chiếc super rim ba của nêu mười có nêu mười kể xin 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 chia sẻ một góc nhẹ đó là ba nêu mười có chiếc super rim Hiện tại chiếc Supreme của ba Neo 10 được người ta định giá đòi mua theo kiểu dạng như là đồ xưa. Tại vì là chiếc xe nó còn nguyên zin từ xưa giờ ba Neo 10 chưa từng thay bất cứ một cái con ốc con vít gì ở trên chiếc xe Supreme luôn. Bây giờ người ta đòi mua chiếc đó định giá cả trăm triệu hơn ba Neo 10 không bán là không bán nha nó quý vị. Tại vì xe đó là xe chim mồi không bán được. Thì bây giờ cái ông này á ổng thời đó mà có cái chiếc xe Dream 2 ổng cũng là rất là mất tiền là ổng mua cho cái chị Xuân này lúc đó chiếc xe Dream 2 ổng mua trị giá là 2.500 đô. Đó quý vị thấy ghê chưa? Một cái chiếc xe Dream thôi, xe số thôi mà bây giờ tính theo bây giờ là bằng chiếc Vespa Vết là ổng mua cho chị Xuân chiếc xe đó và ổng để cho chị Xuân á đứng tên rồi ổng uh, còn cho chị Xuân thêm số tiền là 1.000 đô để chị Xuân xài rồi mua sắm thích mua gì mua. Trời quý vị thấy Việt Kiều về sập cỡ đó còn gì nữa Về có một lần thôi Lần đầu tiên thôi mới lần đầu tiên gặp thôi Chưa được chấm mút gì hết mà đã cho ăn đóng tiền Chọn đóng nữ trang đội Chọn đóng đá quý vô mặt Còn gì còn tặng thêm chiếc xe dream Trời ơi em nói thiệt quý vị Nêu mười nha Bây giờ mà có ông nào mà về mà chọn vô mặt Nêu mười đóng đá quý xong rồi cho Nêu mười chiếc vết ba Hay là uh, cho ăn đóng tiền vậy thôi Nêu mười cười ha ha cười sảng khoái đúng quý vị Cười lòi mười cái găng thì bây giờ là nêu mười kể thôi nhưng mà thật ra nêu mười không hám của không mắm vố đâu quý vị ơi quý vị đừng có bôi cho chắc chấu đừng có chửi nêu mười nhỏ mê của không có nêu mười đang nói giỡn nói vui nói đùa nói nhây quý vị đừng có đừng có nghĩ quan cho nêu mười nha quý vị nêu mười không phải là người thực dụng chỉ là người thực tế thôi mà không phải là thực tế ảo thì cái câu chuyện nó bắt đầu nó tiếp tục như thế này quý vị sau khi mà ông tặng một núi đôi như vậy một đống đồ như vậy thì dĩ nhiên một người phụ nữ một người con gái mới lớn sẽ nao núng nao núng liền thì khi mà ổng về á ngoài là ổng cho hộp sòn ổng cho đá quý cho cẩm thạch cho vàng 18 cho xi men cho máy chụp hình cho xe máy rồi cho tiền xài ổng còn dẫn chị xuân đi du lịch với ổng quý vị không là khi mà những cái chuyến du lịch mà đi chơi á thì chị xuân á chỉ đều dẫn theo cái bà mà bà mà má xạo đi theo tại vì đối với chị xuân bà má xạo giống như là một bà mẹ nuôi của chị giống như là một cái người mà giúp chị mới được thành công như ngày hôm nay mới được rạng danh như ngày hôm nay mới được có tiền có của có đại gia việt kiều mỹ lo cho mình như ngày hôm nay nên chị xuân coi bà má xạo giống như là một người má xã hội một cái người má nuôi của chị ở ngoài xã hội vậy đi đi đâu chị cũng cũng muốn bà má bà má xạo được đi theo quý vị thấy không đứa con có hiếu một khi hào quang có thì đi nuôi má xạo chứ không đi mua nuôi má thiệt má thiệt ở nhà vẫn may đồ cắt cẩm cắt cẩm mà bây giờ đứa con đi chơi là đi du lịch đâu Đi ăn cái gì sang là phải dẫn theo bà má xã hội đi Bởi vậy má trong nhà thì bỏ mà đi ra ngoài Ôm má xã hội cu mang Tôi cũng khổ với cô này để coi nghiệp quật làm sao nha Thì sau đó bắt đầu là cái cô Sưng này có mới bắt đầu là cổ bao bà má xạo đi chơi À, thế mà cổ đi với cái ông đại gia việt của mỹ kevin leo này là ông dẫn theo bà má xạo bây giờ người một người là Kevin hứa lèo với người là gì bà má xạo một người lèo người xạo đi chung là quá trời là đẹp đôi luôn đúng không đáng lẽ cái cặp này là cặp trời phú cho thằng đôi nè là cái nắp dung số 10 là phải đi với cái nồi số 10 mà tại sao lại lệch qua thành cái nồi của chị xuân tôi cũng không hiểu nữa thì bây giờ là coi như là đi chung vậy thì cái ông Kevin leo này là ổng cũng quen biết với bà má xạo tại vì bà má xạo là người làm mai ổng cho cái chị xuân qua khôi mà thành ra là khi mà chị xuân đưa ra cái yêu cầu là bây giờ nếu như mà anh muốn em đi du lịch đi chơi với anh thì anh phải cho bà má xạo đi chung thì ông này ông chịu luôn ông chịu luôn thì trong là bụng á chị xuân á chị nghĩ á là thực tế nha chị nghĩ là có hai hướng cái thứ nhất á là tại vì bà má xạo bà cũng có quen biết cũng có thâm tình với cái ông kevin leo thì khi mà đi chung á ba người nó cũng sẽ vui hơn nhiều có nhiều cái câu chuyện để nói hơn cái thứ hai là chị cũng sợ sợ là có nghĩa là mình là con gái mới gặp việt kiều mỹ lần đầu tiên mà đi du lịch đánh lẻ chơi chị cũng sợ này kia này kia nên chị muốn dẫn theo một người thứ ba đi chung để cho chị cảm thấy an tâm hơn thì cái này là mình nói buộc nói đi rồi mình cũng phải nói lại nêu mười nói nói nhây nói giỡn nhưng mà tâm tâm nêu mười cũng tịnh cũng tốt lắm cái gì chứ không đến nỗi tệ thành ra là mình nói là chị này này kia này kia mắm dố vậy nhưng thật ra mình nói đi suy nghĩ lại giờ dẫn bà má thợ mai bà má thợ mai có biết gì đâu nói chuyện với lại việt kiều này thì giờ chỉ dẫn bà má xạo theo thôi Đó là lý do chị Yến bắt buộc phải dẫn bà má xạo đi chung Thì cái điều thứ ba nữa đó là chị nghĩ là chị quá tin tưởng bà má xạo chỉ coi chị coi cái bà má xạo như là một cái người mẹ thứ hai như là một cái người chị thứ hai xã hội của mình quá là tin tưởng nên là đi chung chị sẽ cảm cảm thấy an tâm như là dẫn một người trong nhà đi cùng thành ra là vì ba cái điều đó mà đi đâu chị cũng đòi là bà má xạo đi cùng cùng chị với lại cái thằng cha việt kiều kevin leo thì khi mà đi á, là từ cà mau bắn ra, ra vũng tàu đi du lịch xong mà lên tới phan thiết mũi né luôn bây giờ mình đi với cà mình á, là sinh ra lớn lên ở mũi cà mau nhưng bây giờ mình đi du lịch là mình phải đi mũi né nha chứ mình không đi mũi cà mau nha mũi cà mau lại giờ mình sinh gắn lên đây là bây giờ nó gọi là cam sòn rồi nó thường rồi bây giờ là mình phải bắn lên mũi né mình chơi nó cũng mũi mũi là được rồi nó cũng dính 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 liếu cái chữ mũi là được rồi thì bây giờ là ra mũi né chơi ra mũi né chơi xong quay về mũi cà mau đó thì khi mà quay về đây quý vị thì cái ông Kevin Leo này ông mới nói là à, thôi anh thương em quá anh chịu không nổi bây giờ anh thì giống như là anh thường xuyên bay đi bay lại anh là dân làm ăn thương buôn anh làm ăn lớn ở bên mỹ nên anh thường xuyên qua lại giữa mỹ việt nam à, cho nên là bây giờ mỗi lần mà anh về đây thăm em một năm anh có thể dài về đôi ba lần à, và một lần anh có thể ở đôi ba tuần đó thì bây giờ là chị chị xưng à, nghe là ngon rồi bây giờ việt kiều mỹ sợp lắm mới một năm mà về đôi ba lần quý vị biết việt kiều mỹ bây giờ mà còn chưa dám một năm về đôi ba lần huống chi là việt kiều mỹ ngày xưa việt kiều mỹ ngày xưa ở qua bên đó kiếm sống khó khăn cực khổ lắm hai ba năm bốn năm năm có người cả chục năm mới về việt nam một lần mà việt kiều mỹ hồi xưa mà nói một câu là một năm anh về đôi ba lần là cũng thuộc dạng là sang sang dữ dội dữ dằn luôn quý vị thì cái chị xuân chỉ nghĩ cha ông này là diệt kiều đại gia thật rồi thì gọi là đại gia thật chứ không phải đại gia thực tế ảo thì sau đó là coi như là ông này ông mới nói là đi ở lúc mà ở khách sạn ngoài mũi né đó thì mới hồi đầu là thuê hai cái phòng ngủ thì mới để cho cái bà má xạo hồi đầu á nha là chị xuân chỉ nghĩ trong bụng á là má xạo đặt hai cái phòng thì chắc là một phòng là cho mình với má xạo ngủ chung một phòng cho kevin leo ngủ riêng nhưng ai ngờ đâu tới tối tối thì nó lại chơi dở kèo Đó là bà má xạo bà lại gũ gỉ vào tay Thôi em ơi bây giờ á, em muốn lấy lòng á, một cái thằng Việt Kiều ít nhiều gì đàn ông mà Em cũng phải cho nó chấm mút chút đỉnh Em cho nó chấm mút chút đỉnh đi Bây giờ nó không ăn cũng được Nhưng mà nó chấm mút chút đỉnh để nó ghiền em Để nó về Mỹ nó đừng có xin cái lòng mà nó Nó nó, nó thay lòng đó dạ Nó nó mám vô con khác thôi Bây giờ em cứ cho nó chấm mút sơ sơ thì chị Xuân chỉ nghĩ thôi kệ chấm mút sơ sơ chứ chưa có ăn thì cũng được thôi kệ không sao chưa có ăn là được rồi có nghĩa là bây giờ là coi như là cái thùng mà bây giờ nó có siêu à, mà mình bây giờ là coi như ông này ông chưa có in bóc ra ông chỉ mới là gọi là gì ông chỉ mới là khửi khửi cái siêu thôi thì ok cũng được quý vị thì chỉ nghĩ bụng vậy thì thôi à, tối nay nếu mà chị nói vậy thì em thấy cũng có cái đúng thôi Thì bây giờ mình cũng nên chơi mỹ nhân kế để mà quyến rũ ông này một chút thì tối đó bắt đầu là mặc đồ quyến rũ đồ này kia qua qua bên phòng nằm chơi với ông Kevin Leo đó ngủ với ông Kevin Leo thì nghĩ bụng là qua để cho ổng mà dạng như là khử khử cái siêu sơ sơ thôi ai ngờ đâu cuối cùng con gái mới lớn mà em nói gì mà khởi siêu rồi mà bây giờ tới khúc này mà không cho tháo siêu không cho anh bóc ra nó tò mò lắm quý vị ơi bây giờ giống như là bây giờ tặng cho quý vị món quà mà quý vị đã khui ra cái vỏ cái 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 cái, cái, cái giấy gói, gói quà rồi quý vị khui ra rồi thì quý vị tới khúc đó kêu quý vị dừng, quý vị dừng không Bảo đảm là quý vị sẽ tò mò tới khúc này mày ác tao vừa thôi mày cho tao mở cái hộp ra tao coi bên trong quà gì chứ mày tặng quà tao thì mày phải cho tao cái quyền là tao coi cái quà gì. Tự nhiên tới khúc này mày kêu tao tháo cái vỏ quà thôi, à, cái giấy gói quà thôi rồi còn cái hộp mày không cho tao khui mày ác vừa thôi, đúng không quý vị? Thành ra là tới khúc này thì bảo đảm là cái người tặng quà lẫn cái người mà nhận quà đều muốn tháo ra để coi cái quà bên trong là tuyệt tác kiến trúc hay là cái gì thì thế là bây giờ là ông Kevin Leo ổng không những là ổng chỉ là tháo cái giấy gói quà mà ổng còn mở luôn unboxing cái hộp quà luôn rồi quý vị ơi thì đêm đó là coi như là cái gì coi như chị Xuân là một cái món quà mà mà bà má xạo đã tặng cho ông Kevin Leo đêm đó đó và thế là chị Xuân nó bị bóc quà rồi quý vị ơi bóc quà thì em nói tới khúc này một phút xin đính chính trời ơi quý vị ơi khổ tâm nêu mời nói á, là nêu mời cũng nói thiệt nêu mời nói thiệt nhiều khi nêu mời á, nói trời nói chuyện mà thô tục nêu mời nói cũng ngại cái miệng lắm quý vị ơi nêu mời nói nhiều khi có những cái tình tiết á, mà nó hơi gọi là nó hơi gì nghĩa bóng nghĩa đen nêu mời nói ẩn dụ mà mình nói hài hài tiếu lâm để cho nghe nó đừng có ngượng cái miệng vậy mà cũng có mấy anh chị vô comment ồ ơi em nói chuyện dâm dê vô giáo dục quá Trời ơi ông ơi, nêu mời đã cố tình nói chuyện cho nó nghĩa đen nghĩa bóng rồi, cỡ đó rồi mà mấy anh chị còn nói nêu mời nói chuyện kỳ cục thì nêu mời không biết là kỳ cục này là kỳ cục kẹo hay là kỳ cục gì? Đó thì cũng khổ tâm quá, bây giờ nếu mà nói nói bóng hơn nữa là hồi nó nó gọi là vô hình luôn rồi, người ta không hiểu luôn. Thì bây giờ mình nói bóng thì cũng phải bóng mập mờ mập, mập, mập mờ cho người ta còn thấy hình thấy dạng chứ giờ kêu nói bóng mà kêu nói bóng mà đến nỗi người ta không hiểu luôn, còn nói bóng chi nữa vậy vậy khỏi nói luôn cho rồi. Thì bây giờ là nếu mời đợi đến chính một phút xong bây giờ quay về câu chuyện tiếp tục Thì khi mà cái chị Sân này Khi mà chị bắt đầu là bị cái ông Kevin Leo cho đời con gái ổng rồi là coi như là cho xin ổng rồi ha Thì chị nghĩ bụng là bây giờ là coi như là anh đã ăn em rồi Mà bây giờ em tin chắc chắn là anh anh sẽ giống như là mê em như điếu đổ thì anh về Mỹ anh sẽ không quên em đâu Thì cái lúc mà cái đêm hôm đó đó Khi mà hai người ấy ấy ấy, ấy nhau mà bóc tem bà này đó thì cái ông Kevin Leo ổng có đem theo cái máy quay phim tại vì hôm bữa là ổng có tặng cho chị Xuân á, cái máy chụp hình máy quay phim của hiệu Sony đó thì cái đêm đó đi cái cái lúc mà đi du lịch á ổng mới kêu chị Xuân á là em đem theo cái máy chụp hình anh tặng á, em chụp hình lại em quay video lại những cái khoảnh khắc hình ảnh mà tụi mình đi du lịch giữa hai đứa mình để mà ghi lại kỷ niệm ở trong cái máy chụp hình mà anh tặng tại vì đó là món quà anh tặng anh muốn nó ghi lại tất cả khoảnh khắc của hai đứa thì nghe vậy là hợp lý quý vị Thí dụ như quý vị được bồ tặng quà mà nó nói vậy nghe hợp lý mà Thì cái máy chụp hình đó nó tặng cho cho mình là kỹ vật định tình đúng không Thì mình lưu giữ hình ảnh khoảnh khắc của hai đứa đứa mình là ok Thì chị Xuân mới nghe ông này nói Thì cho nên là cái chuyến đi mũi né đi dũng Tàu đi chơi đồ là chụp hình lưu lại hết Hung hít ôm ấp rồi khoát tay khoát vai đồ là chụp vô hết quý vị xong xuôi thì cái đêm mà quan lạc quan lạc quan hỉ bắn pháo bông đùng đùng thì ông này ông cũng dụ là em ơi em mở em mở máy Sony của mình lên em quay quay video lại đi em để mà lưu lại cái kỷ niệm ấn cái tượng này dùm anh gọi là ấn tượng à, ấn cái con tượng này dùm anh để mà anh đi qua bển anh xem cho nó đỡ nhớ qua bển nào qua Mỹ á quý vị thì anh qua bển anh xem cho nó đỡ nhớ thì coi như là cái chị xuân này chỉ lại cái gì cảm động cảm động xúc động đậy và tin tưởng đó thì lúc này mới là đêm hôm đó có quay cái video cảnh hai người ấy ấy đó thì bên ngoài á chị xuân sau cái chuyến mà đi mũi né chơi quay về mũi cà mau thì chị xuân rất là sung sướng và phơi phới tâm hồn bà má thợ mai hỏi mày đi ra đó mày chơi mày có bị nó này kia này kia không chị nói là làm gì có má yên tâm con khôn lắm làm gì có mấy chuyện đó mấy gì không bởi nên á mấy bà mẹ đó mà hỏi con gái mày bị bóc tem chưa mà nó dễ nói câu đó là mình nên là gì mình nên là có cái sự đề phòng đề phòng cảnh giác nó nói vậy thôi mà trong bụng chưa chắc để coi thử coi là nó có đi chẳng hạn gì hay không hay nó đi một hàng hay đó, đi hai hàng phải coi lại thì đó là coi như là cái chị xuân này chứ mới nói là làm gì có con khôn muốn chết mà má nói gì á à? con con của má mà má khôn vậy con phải khôn giống má chứ má nói gì vậy rồi nói vậy xong rồi mà má hết nói được luôn nó nói nó khôn giống mình mà giờ không lẽ mình nói nó ngu đúng không thì bây giờ là đứa con này nó rất là cao thủ võ lâm nó đã, nó đã biết nói chuyện phủ đầu rồi nó đã lớn khôn thì sau khi là chị xuân đã bị cái ông này vậy xong rồi về thì con gái mình nó rất là vui và nó nói là nó muốn cưới ông này nó đồng nó cảm thấy là ông này rất yêu thương rất bảo bọc nó và nó muốn gắn bó với ông này thì lúc này quý vị ông kevin leo ổng mới nói vậy ổng mới nói với chị xuân á ổng nói chưa đâu em mình mới gặp nhau có lần đầu tiên thôi à mà bây giờ chưa gì hết mà đám cưới liền thì nó quá là nhanh. Bây giờ em còn nhỏ, em còn trẻ thì em có thể là em thuộc dạng như là sống bằng cảm xúc. Nhưng mà anh á là anh là người trưởng thành, anh gấp đôi tuổi em rồi, anh là dân làm ăn nữa, cái gì nó phải từ từ, nó chậm mà chắc. Thì ông này ông nói là chị này lại nghe tin nữa. Tại vì ông này ổng là người đàn ông trưởng thành ổng gấp đôi tuổi mình thì công nhận là cái gì nó chậm chậm nó vẫn là tốt hơn Nên cuối cùng chị Xuân đồng ý là sẽ để cho cái mối quan hệ này kéo dài thêm 1-2 năm nữa để tìm hiểu thêm Tại vì dù sao ông Kevin Leo cũng nói chỉ là một năm ổng có thể về thăm chỉ đôi ba lần Và một lần có thể ở đôi ba tuần thì thôi kệ là hai đứa cũng không đến nỗi là xa cách quá thì sau khi mà cái cái tình cảm này nó kéo dài hồi đầu là chỉ chỉ dự định là kéo dài tìm hiểu là quan hệ này một hai năm thôi nhưng cuối cùng nó kéo dài 3 năm luôn quý vị. Thấm thoát 3 năm hai người yêu nhau. Nhưng mà bây giờ chị Xuân chịu đời không thấu nữa rồi. Bây giờ là anh hứa là anh đưa em qua Mỹ để em nổi tiếng như ngôi sao mà bây giờ thanh xuân của em nó đã gần trôi qua rồi. Bây giờ anh quen em năm em 21 tuổi mà bây giờ em đã 24 tuổi. Bây giờ 24 tuổi mà bây giờ qua bên đó mình đập, bây giờ cái cuộc thi nhan sắc người đẹp đó quý vị. Bây giờ mà thí dụ như qua khôi rồi nó có cái giới hạn độ tuổi quý vị chứ đâu phải 27, 28, 29, 30 tuổi mà quý vị muốn đi thi qua khôi là thi đâu nó có cái tuổi à. Thành ra là bây giờ cái Xuân cũng có nói là bây giờ cái thời gian mà anh cưới em, anh bảo lẫm lãnh em qua Mỹ ít nhất nó cũng phải kéo dài 1 2 năm. Gọi là bây giờ em đã 24 rồi thì ít nhất tới đó nó cũng đã 25, 26 tuổi rồi. Em qua bên đó rồi anh đánh bóng tên tuổi em này nọ nữa Cũng ít nhiều cũng phải mất cả năm nữa Là em lúc đó cũng đã gần già rồi 27 rồi chưa chắc có cuộc thi qua khôi nào người ta chịu nhận em Mà bây giờ anh coi kéo lê thê như thế này Em không có chịu đựng được nữa Bây giờ ý anh sao anh có muốn cưới cưới em Cưới em qua đó không? Thì bây giờ cô Xuân cũng xì chết quá cũng mới áp lực lên cái ông Kevin Leo cái gì Thì ông Kevin Leo mới nói thôi em chờ đi Cho anh xin thêm hai tháng nữa Để anh suy nghĩ cân nhắc và sắp xếp cái chuyện làm ăn của anh ở bên đây hai tháng sau anh sẽ sắp xếp anh bay về Việt Nam rồi uh, coi nếu như mà sắp xếp cái chuyện hôn lễ thì hai tháng sau về anh sẽ định cái chuyện cưới sinh với em luôn thì cái chị Xuân bây giờ chỉ nghe Trấn An bằng cái cách là có hai tháng thôi bây giờ mình chờ 3 năm được mà không lẽ có hai tháng chờ không được nên chị Xuân mà nấn ná tiếp thêm hai tháng chờ ông Kevin Leo quý vị thì tới cái khúc này là nó chuẩn bị là tới cái gì chuyển màn màn hai cảnh ba bắt đầu thì bây giờ là nó gây cấn lắm Nhưng mà thôi nêu mời tới đây thì xin ngưng ngưng cái video nha quý vị Mặc dù em biết quý vị sẽ hơi tức tối tức tối tâm hồn Tại vì tới lúc này là đang gây cấn để coi cái cha Kevin Leo này chẳng có hứa lèo không Và diễn biến tiếp theo của Việt Kiều đại gia Không biết là ảo hay là thật này Với lại cái cô là cái gì Em ơi Xuân Sang á Xuân Sang Xuân Sang là Không biết là em này có bị sản tập bao không Thì cái câu chuyện tiếp theo xin mời quý vị mình theo dõi tập 2 của cái video ngày hôm nay thì em nói như vậy là hứa hẹn trong cái video thứ hai nó sẽ gắt hơn là cái video thứ nhất Tại vì nó sẽ có những cái màn kịch tính kịch tính Mong rằng quý vị cô chú anh chị mình khi mà mình chuẩn bị tinh thần để mình nghe cái video thứ hai thì mình nên chuẩn bị là xúc cái tô cơm và cầm cái ly nước để kế bên thí dụ như khúc nào gây cấn quá hoặc là mình ứa quá mình chịu không nổi mình mình lấy cái muỗng mình múc miếng cơm mình nhét vô miệng mình mình ăn rồi xong rồi mình uống miếng nước đó để mà mình nuốt trôi cái cục tức nha quý vị nha thì à, mỗi lần mà nêu mười tức ai á là nêu mười vô á là mở nồi cơm điện ra lấy một miếng cơm dò lại một cục đó hồi xưa là mình chuyên gia bị mắc cổ xương đó là bà má chuyên gia kêu làm vô mà mày vô mày mở, mở nồi cơm ra mà lấy uh, cục cơm mà dò là mày nuốt cho mày nuốt trọng vô tao mày nuốt trọng vô là nó nó, nó lôi luôn cái cục xương nhưng mà cuối cùng nêu mười nuốt trọng vô cái nô mười mắc nghẹn thêm hồi đầu là bị bị gì mắc xương cổ rồi thôi nó đã khó chịu bây giờ mắc nghẹn thêm cục cơm nữa bà má chỉ rất là hay bây giờ là con bị mắc nghẹn cả hai vừa mắc xương mà vừa mắc cục cơm thì uh, bây giờ là cái đó là nêu mười bài thôi còn quý vị nào mà gọi là làm thì làm không làm cũng được đó thì mình vui 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 vậy thôi thưa quý vị thì đến đây thôi thì xin hạ màn trong cái video này và xin hứa hẹn qua tập 2 gây cấn kịch tính xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video tiếp theo